Tiếp tục đó là những con âm Lihot của Marantz, đó là 1150MK2. Em này thì không cần quảng cáo nhiều vì nó hay và chuyên trị những dòng loa khó tính bass 30-40. Đánh những dòng loa bass 40 hoặc là những dòng loa 2 bass 30 như là JBL 250 rồi các bác. Các bác kiếp con này quánh rất là căng nha, 1150MK2 là phiên bản nâng cấp của con 1150. Các bác nào đã nghe 1150 rồi á thì phê rồi thì 1150MK2 thì nó nhỉnh hơn chút xíu thôi. Các bác cũng không cần nâng cấp làm gì. Nếu mà nhờ dư giả thì chúng ta có thể nâng cấp nha. Dòng này thì đối tác của những dòng loa Mỹ, Nhật, Âu đánh loa nào cũng được các bác, kể cả loa full. Loa full nó đánh như đẩy quá. Em nó rất là khỏe nha, nên là đẩy bass là cái gọi là ưu điểm của em nó. Chỉnh bass mid chép cho từng vế nha. Đánh hai cầu loa AB A cộng B. Máy là gọi là cực đẹp nha các bác. Giá con này là 19 triệu đã bao gồm phí ship. Bác nào lấy liên hệ cho em chuyến qua cho thật trơn nha. Mạch tiền là đẹp long lanh nha. Chỉnh bát miếng chép luôn nha các bác. Đây rất là đẹp. Đây các bác cùng xem nha. Series là 3739 nha, một series tiếng rất là đẹp luôn nha. California Ultra hai cầu loa, trở kháng là 4-16 ohm. Rồi thì sau đây em sẽ mở nội thất bên trong để các bác cùng xem. 19 triệu bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ thì em bớt 200 ngàn, còn 18 triệu 800. Các bác nào đang sử dụng sạc pin Vega, những dòng bass 40 cần một con liên nghe nhạc hay thì các bác lựa chọn con 1150 hoặc là 1150MK2. Tuy nó ở phân khúc dưới 20 nhưng mà đánh những con mà 30, 27, 28 chơi không lại nó nha các bác. Đây là nội thất của em nó, mời các bác cùng ngắm sáng tròn rất là đẹp nha các bác, còn cả cái logo phía trên. Dòng này tiếng khỏe và hay, lực đánh nó tuyệt vời, đánh như đẩy các bác. Trang bị lọc là lọc công suất luôn nha các bác, các bác thấy không? Những con ma răng này trang bị lọc công suất, nó chạy là sò íp Motorola nha, sườn này trắng tinh 7 màu. Các bác thay mới chưa? Đây, nó chạy 4 con nhôm. Các bác thấy cục đo đỏ kìa, bao quanh là cục là cục đo lọc công suất các bác, nên là tiếng lọc âm thanh nó trở nên sắc nét hơn và khỏe. Các bác đừng nghĩ là bốn sò là yếu quá, không phải, sò là đẩy thôi, còn nhiệm vụ là cái hay ơ là phần hoạt động ở phần rề này nó đẩy công suất ra nó mạnh tiếng, chứ không phải là nhiều sò mạnh. Con này quánh ngang ngửa với con chính là bãi lợi trà các bác, 16 sò kia, các bác tìm những con 16 sò chơi với con này đấy. Nên là các bác thường cứ nghĩ là nhiều sò là mạnh, không phải các bác. Có nhiều con đẩy tớt xé chục sò quánh thua con đẩy 16 sò đấy các bác. Cơ bản là hệ thống cái bộ mạch hãng họ làm họ tích hợp. Máy rất đẹp nha các bác. Em nói rồi, các bác nào mình chơi loa khủng thì mình chơi con này. Bắt 40 rồi đây các bác. Tiếng nảy, đánh lực bắt mic chép. Mà đặc biệt là đánh loa Mỹ, loa châu Âu. Loa Nhật thì các bác chơi những dòng loa mà khó tính như là 933 nhưng mà bằng giấy 180A đánh con này cũng rất là tốt nha. Và kể cả những dòng mà Diatom Onkyo Bass 40. Rồi, 1150MK2 đẹp long lanh cành đào luôn nha. 19 triệu chuyển khoản đổi bớt 200, còn 18 triệu 800 bao ship toàn quốc, giao hàng tận nhà. Các bác cọc tiền thì vẫn giá 19 nha. Cọc thì cọc khoảng 2 triệu em ship hàng nha.